Quân ủy Cẩm Lệ cũng vừa tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 năm 2021 cho 68 đảng viên đủ tiêu chuẩn. Đảng viên Nguyễn Hữu Phú đang sinh hoạt tại đảng bộ phường Hòa Thọ Đông, vinh dự nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Hai đảng viên được nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 4 đảng viên 60 năm tuổi đảng, 61 đảng viên từ 30 đến 55 năm tuổi đảng. Tại buổi lễ, các đảng viên bày tỏ sự phấn khởi vui mừng trước sự thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Lãnh đạo quận Cẩm Lệ mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp đầy trách nhiệm và tâm huyết của các đồng chí đảng viên lao thành để cùng xây dựng quận Cẩm Lệ trở thành một quận đô thị vệ tinh, đô thị trung tâm của thành phố Đà Nẵng.